Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Sport Home. Chúng ta cùng đến với trận đấu ở nội dung đôi nam giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía gần màn hình là cặp đôi Hoàng Anh Vũ Lâm, cặp đôi vô địch giải cầu lông Thành Công Mạo Khê năm 2019. Đối thủ của họ là cặp đôi Văn Việt và Duy Nam, cặp đôi đến từ Bộ Công an. Đây sẽ là một trận đấu rất hay trong rất nhiều trận đấu hay của giải đấu này. Bởi vì giải đấu này thì chỉ toàn những đôi mạnh thôi ạ, không có đôi yếu. Giải đấu này toàn những cặp đôi hàng đầu của cầu lông miền Bắc cũng như là Việt Nam. Em chào anh Ngọ Thành Bắc nha. Chào bạn Tuấn Đức. Tuấn Đức ở 94 đúng không? Không, anh em 96 anh rồi. 96, thế còn trẻ. Anh tưởng là 94. Giải đấu này các cặp đôi rất mạnh nên là chúng ta xem trận nào cũng sướng hết. Em chào anh Bùi Hải nhé. Bây giờ chúng ta chào nhau được rồi. Xin chào anh Tiến Apple. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người giúp mình chia sẻ live stream đến nhiều người nhé. Rất nhiều người muốn xem những trận đấu như thế này. Thủ tỷ không qua lưới đến từ anh Hoàng Anh. Điểm số 2-0 cho cặp đôi Việt Nam. Hưng Đức với cả Long Tô điểm số ăn 7 đều nha mọi người. Cho Hùng hỏi là mọi người xem góc máy này nó có hơi bị chúi xuống ạ. Tại Hùng muốn lấy hết nền sân. Còn nếu mà mọi người thấy nó hơi thấp, góc quay hơi bị cúi xuống thì mọi người cho Hùng biết để Hùng chỉnh nó cao lên nhá. Cái này là để phục vụ khán giả nên là ý kiến của khán giả thì Hùng sẽ điều chỉnh. Em chào anh Thuận Nguyễn, Nguyễn Thuận cảm ơn đã chia sẻ ạ. Điểm số 2 đều rồi. Đập cầu rất nặng từ Duy Nam. Trận Hưng Đức em quay lại em không ly nha mọi người. Hưng Đức em quay lại thôi ạ. Trận lưới lỗi từ Vũ Lâm. Đây mới chỉ là loạt trận đầu tiên thôi. Các vận động viên mới thi đấu trận đầu nên là sẽ chưa hay lắm. Nhưng mà về sau khi mà các vận động viên đã nóng người lên rồi, nóng máy rồi thì những đường cầu sẽ hay và hấp dẫn hơn rất nhiều. Thủ cầu rất hay. Cầu vẫn trong sân, rất nhanh. Điểm số 4 đều. Đập cầu xuyên nách. Duy Nam đập cầu rất là găm mọi người. Điểm 6-4 cho cặp đôi Việt Nam. Hello anh Đặng Hữu Cường, đây là giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt của Bộ Công an đứng ra tổ chức. Để cho các vận động viên tập luyện thi đấu, chuẩn bị cho giải đấu Thành Công Mạo Khê. Giải đấu có chức vô địch, giải thưởng lên đến 5.000 đô la, tức là khoảng 115 triệu. Điểm số 7-5. Duy Nam giao cầu rất nhanh từ Vũ Lâm. Đổi điểm 6-7.
Em chào chị Hồng Nhung Vũ nha. Xin chào tất cả mọi người. Em cảm ơn chị Nhung đã giúp em chia sẻ live stream ạ. Phát cầu lỗi từ Văn Việt. Hello mọi người, góc này có đẹp hơn góc nãy không ạ? Mọi người cho Hùng biết được không? Nãy có một số anh em kêu là góc máy ở kia hơi xa, nhưng xin chuyển xuống sân. Vẫn lên bình thường, tay Vũ Lâm rất dài. Cầu ngoài sân. Điểm 98. Cầu ngoài, 9 đều. Sân bên cạnh có lẽ trận đấu rất hay. Long Tô và Hưng Đức đang là 14 đều. Ok, cảm ơn anh Vũ Anh Trung ạ. Vậy thì Hùng sẽ giữ góc này nha. Góc này nó sát hơn và nhìn đường cầu nó dễ. Đập cầu không qua lưới từ Duy Nam. Cảm ơn anh Trịnh Quốc Toàn rất nhiều nha. Thôi anh em chịu khó xem lại trận Hưng Đức Long Tô trên YouTube sau nha. Hùng chỉ ly được một máy thôi ạ. Hùng không muốn bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào. Công nhận là trận Hưng Đức Long Tô đang rất là hay mọi người ạ. Điểm số đang là 16-15 nghiêng về cặp đôi Long Tô của Quảng Ninh. Hai vận động viên áo vàng kia là Duy Nam của Bộ Công an và Văn Việt của Bộ Công an anh ơi. Hai vận động viên đến từ Bộ Công an. Mười sáu mười cho Hoàng Anh Lâm. Bên cặp đôi Việt Nam đang bị trôi điểm khá là nhanh. Giải này là giải cầu lông Badminton Unlimited. Đây là giải đấu do anh Quốc Việt của Bộ Công an đứng ra tổ chức. Giải này mọi người lưu ý nha. Đây là giải cầu lông do cá nhân tổ chức chứ không phải là giải cầu lông của liên đoàn. Không phải giải cầu lông của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức. Hưng Đức đang thi đấu với Long Hùng Quảng Ninh anh ơi, Long Tô Quảng Ninh. Điểm số đang là 17-16 nghiêng về Hưng Đức. Hưng Đức hôm nay hai vận động viên đều đánh turbo 80 hết. Cầu ngoài sân. Mình đang live stream trận bên này, đi bình luận trận bên kia. Pha xỉa cầu rất hay từ Duy Nam, cái quả thủ xỉa đứt vợt rồi. Một tình huống thay vợt rất nhanh từ Văn Việt, liệu rằng nỗ lực thay vợt không được rồi. Nỗ lực thay vợt đã không thể cho cặp đôi Việt Nam một điểm số. Bên kia sau khi đổi sân thì cặp đôi Hưng Đức đã vươn lên liên tục. Họ giành đến 5 điểm số liên tiếp mọi người ạ. 4 điểm số liên tiếp. Năm điểm số liên tiếp cho Hưng Đức.
Chúng ta tiếp tục với trận đấu điểm số 17-11 nghiêng về cặp đôi Hoàng Anh Vũ Lâm. Cái áo của Hoàng Anh Lâm nhìn đẹp thế. Đập cầu ngoài sân từ Vũ Lâm. Nó một tình huống đập cầu hơi với. Góc này nó cũng hơi bị vướng cái tường, nó hơi bị trắng, nó hơi lóa một chút mọi người nhỉ, nhìn đường cầu hơi khó. Cái này chỉ đánh một xét thôi anh Phạm Thành Đô ơi, chỉ đánh một xét 31 thôi ạ, điểm số đang 19-13. Non rồi, vẫn thủ lên. Ép cầu rất hay từ Văn Việt, rất nhanh. Đổi điểm 14-19. Không qua lưới rồi. 15-19. Một pha vắt cầu chéo rất hay. Nhưng mà anh Hoàng Anh lại đập vào lưới rồi. Trận này có vẻ không hay lắm. Bên kia Hưng Đức với Long Tô lại 20 đều rồi mọi người ạ, căng quá. Cả nhà ấy. Hello anh em, trận Long Tô và Hưng Đức mọi người xem lại sau nhé, trận đấy hay lắm. Nhưng
mọi người thứ lỗi cho Hùng nha, tại vì Hùng không thể cứ cầm máy chạy bên này chạy bên kia được, vì rất là nhiều khán giả cũng như là ban tổ chức cũng đã tạo điều kiện cho xuống sân live stream trực tiếp cho mọi người rồi, nên là chúng ta đòi hỏi quá cũng không được. Một pha cầu với thì Vũ Lâm 19-22 rồi, khoảng cách chỉ còn 3 điểm thôi. Vận động viên Văn Việt tay vợt đứng phía sau, tay vợt áo vàng. Bạn ấy học trường sư phạm thể dục thể thao và mới tham gia vào đội tuyển cầu lông bộ công an thôi. Mới đầu tham gia thì Hùng thấy là bạn ấy còn khá là gọi là thiếu kinh nghiệm, gọi là cảm giác hơi non. Thi đấu tâm lý chưa tốt lắm nhưng có vẻ bây giờ sau một thời gian cũng đánh đã tự tin hơn rất là nhiều. Tình huống cầu ngoài sân. Bên kia phải nói là vừa rồi họ thủ rất là ấn tượng. Liên tục ép lưới nhưng không thể kết thúc được. Ok, quả thủ hay vãi, cảm ơn anh Phạm Thành Đô, cảm ơn anh giúp em chia sẻ live stream nha. Điểm số đã là 21-23 rồi, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Bên cặp đôi Việt Nam đang thi đấu rất hay. Bên kia Hưng Đức vươn lên dẫn trước 28-25 rồi mọi người ạ. Đức dẫn 29-25 rồi. Cặp đôi Long Hùng có vẻ cuối trận bị trôi. Cầu ngoài sân 23 đều rồi mọi người ạ. Cặp đôi Việt Nam đang đánh rất sung. Nãy bị dẫn đến 5-6 điểm, bây giờ gỡ hòa rồi. Hello anh Đức Nguyễn, đánh sân nhà thi đấu Hoàng Mai anh ơi. Bên kia Hưng Đức thắng 31-26 nha mọi người. Về cuối cặp đôi Hưng Đức đánh hay quá. Bên Long Tô thì cảm giác đuối sức. Điểm số 25-23. Hoàng Anh Lâm lại dẫn ngược lại rồi, lại tiếp tục dẫn rồi. Tiếc quá. 26-23.
23 đều phải dừng ở con 23. 23.